Trong số 5 nữ diễn viên từng hợp tác với Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu, Lin Yuna đứng thứ 5, Chu Đông Vũ đứng thứ 3 và cô. Lin Yuna và Lâm Canh Tân hợp tác trong bộ phim truyền hình Võ Thần Trao Di Long. Họ là những mỹ nam và mỹ nữ có ngoại hình rất hợp nhau, nhưng cảm giác CP của họ ở mức trung bình. Chu Ya Huyên và Lâm Canh Tân hợp tác trong bộ phim truyền hình Legend of Dan. Bộ phim này có nhiều tình tiết hài hước nhưng cả hai vẫn có sự hiểu biết ngầm. Chu Đông Vũ và Lâm Canh Tân hợp tác trong bộ phim Midesmith. Trong phim, ngoại hình thời trung học của hai người rất hợp nhau. Trang Jinger Chu và Lâm Canh Tân hợp tác trong bộ phim Quick Gunslinger. Sự hài hước của Lâm Canh Tân theo phong cách chị gái gợi cảm của Trang Jinger Chu rất thú vị. Hai người cũng là những người đẹp trai và xinh đẹp, và họ là một cặp đôi hoàn hảo. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hợp tác trong bộ phim truyền hình The Legend of Chu Cheol. Lâm Canh Tân đã thay đổi phong cách hài hước trong quá khứ của mình vào vai UNJ lạnh lùng và nghiêm túc, người yêu Chu Cheol do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Hai người yêu nhau và giết nhau trong bộ phim được dàn dựng trong cuộc chiến trong chủ nghĩa bạo dâm khi yêu. Cả hai cũng rất hợp nhau, có cảm giác CP mạnh mẽ.